chào quý chú anh chị và các bạn trên kênh YouTube của Truyền Chinh Ba Vlog nha. Cũng lâu lắm rồi Truyền chưa đi vào rừng để đi chặt đọt mây này kia. Thì hôm nay cũng là có dịp đám cưới của em gái của Truyền, con của Truyền nha, đám cưới phong tục đó các bạn. Thì hôm nay thì mấy anh em chú cháu mình đi vào trong rừng để đi chặt đọt mây để làm buổi tiệc đám cưới nha các bạn. Thì bây giờ thì Truyền đang ở dưới sông Đồng Nai nha. Các bạn thấy cảnh ở đây rất là đẹp luôn các bạn. Thì bây giờ thì nếu mà đi qua chặt đọt mây á là phải đi qua sông nha các bạn. Bây giờ thì mấy anh em chú cháu mình chuẩn bị đi vào rừng. Mời các bạn cùng theo dõi để xem có được nhiều hay không nha. Chào tất cả bà con nha. Đây này đi cũng khoảng 20 người các bạn. Bữa trước thì đi khoảng mấy người thôi. Đi khóa sang ta ha, phải sang nè. Nước thì rất là trong luôn. Chắc là quay lên luôn à. Đi xuống sông. Mày. Đi trước thì 8 người rồi các bạn. Giờ cũng đã tới bờ bên này rồi nha các bạn. Nãy đi thì đi bằng cái xuồng máy nha. Còn cái xuồng máy kéo cái xuồng thường nha các bạn. Đi vậy thì rất là nhiều luôn. Nhiều người ngồi trên luôn. Đây. Đây thì có cái suối nhỏ nha. Suối này ở trong rừng nha các bạn. Tại vì mà có mấy người đi trước rồi nên nước nó hơi đục. Quá đục luôn, không phải là hơi đục. Mùa này thì mùa nắng này mình đi thì đỡ phải lau con vắt rồi nha. Đi mùa mưa thì rất là nhiều con vắt luôn các bạn. Như lúc trước cái video trước của Truyền cũng có đi chặt đọt mây đó các bạn. Con vắt nhìn rất là ớn luôn. Vừa mới đi một đoạn thì mấy anh em mình phát hiện ở đây một con dơi nó ở trong ống lô các bạn. Dơi này. Đây một con. Đúng một con thôi. Mày bỏ cho nó đi. Thả cho nó đi các bạn. Nó không bắt nha, thả ít quá các bạn. Nãy giờ thì đi từ dưới lên trên đây cũng khá là xa các bạn, khoảng mấy cây số luôn. Truyền cũng không biết rõ là mấy cây nữa các bạn. Thì cũng gần tới chỗ cái bẫy đọt mây rồi nha. Cũng bây giờ cũng đang khoảng 100m nữa là tới cái bẫy. Chút nữa Truyền sẽ quay để cho cả nhà mình cùng xem nha. Đi lên thì hơi mệt một chút, nhưng mà được cái đi đông người như thế này rất là vui luôn các bạn. Thì mấy anh mấy chú đang chặt nha các bạn, đang chặt đọt mây. Bây giờ thì cũng đã tới cái bẫy đọt mây rồi. Ở đây thì cũng không có nhiều, cũng có chỗ này ít chỗ kia ít các bạn. Như này nè, được mấy cọng nè, trên đây cũng được mấy cọng. Cảm thấy như thế nào? Cảm thấy như thế nào? Rất mệt, lên dốc rất là mệt. Nhưng mà vui hả? Nhưng mà vui. Cùng với anh Sinh, cùng với bao nhiêu người khác. Nãy giờ thì Truyền chặt cũng được 4-5 cọng rồi các bạn, đây nè. Lúc chặt thì Truyền sẽ không có quay kỹ cho các bạn cùng xem, tại vì ở trong đây rất là vướng luôn các bạn thấy không? Toàn ba cái dây cỏ này kia rất là khó quay luôn nha. Chút nữa chỗ nào Truyền quay được thì Truyền sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem nha các bạn. Bây giờ Truyền đi chặt cái đồ để móc rồi các bạn. Đi chặt đọt mây phải có cái đồ móc mới được nha. Tại vì cái đọt mây nó rất là cao luôn các bạn. Đây, được mấy đọt. Bây giờ Truyền để cái máy ở dưới để đặt cái máy dưới rồi Truyền sẽ chặt nha. Thank you.
các bạn. Phải dùng cái cây để mình móc như thế này nha. Móc ngay giữa nha. Nếu mà mình móc ngay trên á thì bị gãy cái ngọn, bị gãy cái lõi của nó thì mình không có sử dụng được nha. Đây thì anh bài nha các bạn. Đó, có cái dao rất là đẹp luôn. Dao trên lưng thì to cho bá luôn, lấy cái rửa chặt. Đây mấy anh em của mình thì đang nghỉ uống nước một chút xíu. Có đem chai nước ngọt. Đây đột mày nè. Đấy thì chặt được khoảng tiếng không? Hơn tiếng. Hơn tiếng thì được người được như đây. Như đây thì chắc tầm khoảng 50 không ta? Sắp không tới hả? Chắc 40 rồi. 60 rồi đó. 60 rồi. 60 đọt rồi các bạn. Đây cũng một bao nữa. Tại vì cái khu này mấy người ta đi chặt trước rồi các bạn. Mấy anh em mình đi sau thì gọi là đi mót thôi. Mấy cây nhỏ thôi nha. Rồi. Được nhiều chưa chú? Được mấy chục rồi. Chú 80. Có cọc kèo là cà lé, con rể ông cà riêng. Đi chặt cũng hơi khó, vất vả lắm các bạn. Ở trong rừng như thế này nha. Mình chặt thì không có mệt mấy, chui mấy cái chỗ cái dây như thế này rất là khó luôn nha. Đó các bạn. Ở trong rừng như thế này thì rất là mát luôn. Bây giờ thì mấy anh em của mình, mấy anh em chú chó mình đang đợi mấy anh đằng sau nữa nha các bạn. Còn 2-3 người đằng sau nha, đang chặt ở trên kia. Thì sáng giờ chặt cũng đuối rồi các bạn. Tại giờ cũng trưa rồi, khoảng 11-12 giờ rồi sao. Bây giờ thì mấy anh em chú chó mình nghỉ một chút xíu, rồi chút nữa xuống sông để mà đi dâng lưới để ăn trưa. Giờ thì mấy anh em chú cháu mình cũng đã tới bến rồi nha. Khá khỏe luôn các bạn. Tới đây thì mát mẻ lắm các bạn. Phía đằng sau thì còn nhiều người đằng sau các bạn. Đang đợi hình như còn 3-4 người nữa đang chặt đằng sau. Còn tụi mình thì về trước để mà đi đưa lại qua bên kia sông nha. Nãy giờ thì mấy anh em của mình đi chặt đọt, bây giờ cũng đã về tới bên này rồi nha các bạn. Tới bến mà hồi nãy mấy anh em mình bắt đầu đi á, bây giờ cũng đã về tới đây rồi nha. Thì bây giờ Truyền sẽ quay cái thành quả mà hôm nay mấy anh em cho cháu mình đi chặt để xem có được nhiều hay không nha. Phía bên kia thì ba anh đang thăm lưới nha. Đang thăm lưới để kiếm một ít cá để mà mấy anh em chú cháu mình ăn trưa nay. Bây giờ khoảng 1 giờ hơn rồi các bạn. Mấy anh em mình cũng khá là đói rồi nha. Còn bên đây thì mấy anh em của mình hồi nãy đi nè, cũng có một số người cũng đã về rồi các bạn. Đây thì đọt mây nè, rất là nhiều luôn nha. Đây một ba lô luôn. Đây một ba lô. Cũng phải là nhiều, cái này cũng tạm ổn các bạn, chưa gọi là nhiều nha. Tại vì chặt chỗ người ta chặt trước rồi. Đây này. Cái này của Truyền nè. Này cũng được 60-70 đọt nha các bạn. Đây 1 ba lô, 2 này. Đây 3 4 5 này, 6 7 8 9 10 11 12. 12 nha các bạn. Đây thì mấy anh em đang nhóm một đống lửa để mà nướng đột mây. Nướng đột mây với trong nữa, nếu có cá thì để nấu ống hay là nướng gì đó nha. Đây khá là ngon luôn các bạn. Có muối ớt chưa? Bây giờ thì Truyền đang đi hái rau dớn nha các bạn. Rau dớn rất là đã luôn. Đó. Cái đọt nó rất là đã luôn các bạn. Kiếm một ít để ăn trưa thôi. Có người hái trước hết. Giờ chỉ có đi mót thôi. Cũng tạm ổn, đủ ăn trưa thôi.
Dạ. Đồ ăn. À, nãy giờ hái rau dớn thì được một mớ này các bạn, khá là nhiều luôn nha. Nhiều đây hơn 1 kg, gần 2 kg á. Nhiều đây thì ăn cũng đủ rồi, tại vì nãy cũng có đục may này kia. Với nãy mấy anh đi thăm lưới để xem có cá hay không. Nếu mà có cá thì chút nữa sẽ nấu ống nha, nấu bằng ống. Với bỏ cá vô với bỏ rau dớn này vô. Nấu trong ống nha các bạn. Ống thì cũng đã chặt xong rồi nha, ba cái ống rất là to luôn, tại vì rừng ở đây rừng già các bạn, cái ống thì rất là to như thế này nha. Và bây giờ đi qua bên kia để mà nấu đồ ăn nha. Đây thì rau dớn thế này các bạn. Nấu trong ống như thế này nha. Bỏ cá trước. Cá thì cá heo. Cá mỏ heo nha các bạn. Đây là món rau dớn nha. Đây là đọc mây với thịt bò hay thịt heo đây. Trâu. Với thịt trâu nha các bạn. Còn bên này ống này là ống rau dớn. Nấu với cá nha. Xin mời bên này. Đấy cả mấy bậc cá mà. Cá ở đó. Ôi, nhìn luôn. Cá này rất là béo. Quay blue ra. Giờ gần 3 giờ rồi các bạn. Okay. Bạn cần này. Đọc mày nè. Mày trong muối ớt. Chán hai này quay. Hai các bạn. Từng làng mà mày đây. Hai chân mày. Ở đó review. Học bất liên. Nhà nhà. Cái heo. Cái heo của đó. Cái lăng heo của này. Cái heo nó ngon nhất là chỗ cái đầu của nó nha. Cái heo từ bên cắt tiếng qua. Cái đầu của nó rất là ngon luôn. Ăn cơm. Đây là hai giờ làng ở đây. Ăn cơm ở dưới sông như thế này. Đây là giờ làng. Ngon lắm các bạn. Đây là giờ làng thứ hai nè. Truyền cùng với mấy anh mấy chú thì ăn cơm cũng đã xong rồi nha các bạn. Thì chuyến đi hôm nay đi lên dốc thì hơi mệt một chút nhưng mà vui, rất là vui luôn nha. Thì nãy giờ ăn uống thì bây giờ cũng đã no rồi các bạn. Giờ thì tầm khoảng 3 giờ chiều rồi nha. Đi từ sáng giờ mới ăn
ăn trưa nha các bạn. Bụng thì cũng khá là đói luôn nha. Nhưng mà đặc biệt khi mà mình ăn, khi mà mình đói ăn ở dưới sông như thế này thì rất là ngon luôn các bạn. Tại vì cái khí hậu ở dưới đây rất là thoải mái luôn. Khung cảnh này kia rất là bình yên luôn nha. Cảnh đẹp lắm các bạn nha. Thì clip hôm nay thì một chuyến đi chặt đọt mây để làm đám cưới của em gái con cô của Truyền. Thì đám cưới phong tục thì đặt đọt mây để mà ngày mai làm đám cưới nha. Thì chuyến đi hôm nay thì cũng như vậy thôi. Thì đọt mây cũng tạm ổn, chưa gọi là nhiều các bạn. Thì clip sáng giờ khá là dài rồi, chắc có lẽ bây giờ Truyền xin tạm dừng clip của Truyền tại đây. Các bạn yêu mến Truyền thì hãy cho Truyền xin một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Truyền nha. Giờ Truyền chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye.